cho con hỏi nữ cư sĩ thì nên tu cách nào để tăng sự nhận biết trí tuệ tránh được những sự lừa đảo ở đời trong làm ăn kinh doanh có những khi tham thì dễ bị kẻ gian lừa lọc không có phải khi tham thì bị kẻ gian lừa lọc không việc người cư sĩ mà vẫn phải buôn bán thì tu pháp gì và nên có những quy tắc gì đúng bác chánh đạo áp dụng được cho buôn bán lẻ sản phẩm và làm sao để giữ được trạng thái không uh, sân si rồi. Uh, Sư trả lời cái ý đầu tiên trước ha đó là làm sao để tránh mình uh, bị lừa đảo. Thì um, chúng ta phải tạo cái nhân, tạo cái nhân để mình không bị lừa đảo. Thì nó nó giống như uh, một người uh, tập võ để mà đi ra đường mà bị chúng nó đánh thì mình đánh lại nó được so với một người á phải làm sau đó để ra đường mà chúng không có đánh mình nó mới là hay chứ còn mình mình phải tập để ra đường chúng nó đánh để mình có cách đối phó đó thì suy nghĩ là nó sẽ dở hơn tương tự như vậy mình phải làm sao đó mà người ta không có muốn lừa đảo mình chứ còn mình phải tìm cái cách để mà mình đối phó khi gặp lừa đảo thì nó hơi dở thì như vậy mình phải làm như thế nào mình phải tạo nhân để mình không có bị lừa đảo mà nhân đó là nhân gì đó là bằng cách mình luôn tôn trọng sự thật nha luôn tôn trọng sự thật và mình không bao giờ mình lừa ai dù cho chỉ để nói dối để mà chơi giống như trong kinh giáo giới là hầu la đó, Đức Phật nói không nên nói dối dù chỉ để mà chơi. Khi mình tránh được tối đa cái chuyện nói dối đó thì người ta cũng sẽ không có dối lừa mình. Ừ. Rồi um, đó là cái tạo nhân. Rồi cái thứ hai đó là bây giờ đối mặt tình huống thì như thế nào? Mình phải kiểm soát cái tâm của mình. Quý vị vừa mới nói xong á khi mình bị tham thì rất là dễ bị người ta lừa thì như vậy mình phải kiểm soát cái tâm mình không để tham và sân nó sai xử mình nha không để cho tham và sân nó làm mờ mắt mình cái vấn đề nó làm như thế nào thì quý vị phải thực hành chứ đã thực hành uh, các cái đề mục thiền chỉ và quán nha uh, đều có thể uh, đối trị với tham và sân dù quý vị thực hành tứ niệm xứ À, hay là quý vị à, thực hành các cái đề mục và thiền định nó đều giúp cho quý vị kiểm soát được cái chuyện này. Thành ra khi mà mình à, gặp một cái mối hời thí dụ như vậy, một cái um, contract à, một cái hợp đồng thì mình kiểm tra coi tâm của mình có bị cái tham và sân nó sai xử hay không. Rồi sau đó mình tỉnh táo hơn và mình không bị nó lừa. Cái gì mà nó dễ kiếm tiền quá đó thì người ta đã làm rồi chứ dạy gì người ta chia sẻ với mình. Thí dụ như ba cái vụ mà kiếm tiền ở trên mạng ngồi ở nhà mà kiếm vài chục ngàn tháng thì suy nghĩ là nó lừa Hơi bị nhiều ừ. rồi cái thứ nữa đó là mình hỏi bạn lành nha mình nên có những người bạn lành những người có ký đó thì người ở trong thì tối người ở ngoài thì sáng bạn lành đó sẽ có cách để mà mình không có bị lừa đấy nên nghe cái lời khuyên của bạn lành và cái này nó cũng nằm trong cái chi phần để phát triển trí tuệ thôi nha một á, là hỏi cái người có trí cái thứ hai đó là nghiên cứu nhiều cái nguồn thông tin Mà ở đây đó là khi mình chưa có đủ dữ liệu để mình biết được cái đó nó đúng hay không có bị lừa hay không thì đừng vội quyết định đấy để bổ sung không nè tệ nó hết trơn rồi à. thế này mình giữ năm giới thôi vậy đơn giản năm giới cái thứ hai nữa là mình mình áp dụng ba chi đầu của ba mươi pháp hạnh phúc không thân cận người ngu thân cận người trí chú xứ nên ở là phúc lành cao thượng vậy thôi giữa năm giới với ba chi rồi sao? chứ bây giờ mà còn đó, thí dụ thí dụ như mình lỡ mà mình bị người ta lừa á thì mình phản ứng làm sao? thường mà bị ta lừa mình bực sảng này nọ nhưng mà mình cứ nghĩ là trả nghiệp đi nghĩ đơn giản vậy thôi kệ còn á xin thưa cái người trí á ví dụ như giữa cái chuyện giữa hai chuyện là lừa người ta và bị người ta lừa người ta chọn số 2 ví dụ bắt buộc phải bị gì thì tôi sẽ chọn cái số 2 tôi không bao giờ dám lừa người ta là thà bị lừa còn hơn là đi lừa người khác thì nếu mà mình lỡ mình bị người ta lừa thì mình cứ bỏ đi tôi làm tôi nhắc đến cái vụ mà có người à, đi, đi, mua mình cầm nhầm cái tờ 500 trăm ngàn á năm trăm ngàn tiền giả đó. à thì có người đó, họ lựa chọn là uh, thôi đi mua món khác để đẩy cái tiền giả đó đi. Nhưng có những người đó họ thà họ hủy cái tờ tiền giả đó để không bị người khác lừa nữa. Để người khác không bị lừa nữa. Thì suy nghĩ cái cách đó là cái cách hay đó.